mình là giả bộ dồ đi cầm cái thau dồ, giả bộ cầm cái thau dồ nó thấy nó mới tưởng kia. Một hai ba cho đây giả bộ dồ mấy cái ở ngoài đi, hay dồ nó hai ba. Ơi coi ơi, chim ơi. Ôi, đây, con chim cu nè, trời ơi. Lấy anh chim cu cho bả luôn. Dính một con chim cu. Cái bẫy mày có hiệu lực ghê mày. Bình tĩnh. Hai ba bữa nay mà ngồi điện thoại quậy nhã thì đang tạo hiệp chúc Tết gửi bạn bè nè. Rồi cái này tạo sao nhã? Thì hỏi anh Phú có chỉ rồi đó. Đây nè, tôi bắt lại video câu cá đêm cho mày coi luôn. Bây giờ anh sẽ hướng dẫn cưng cái cách tạo hiệp chúc Tết. Ok. Bước 1, truy cập vào website cùng quân xanh quà Tết Tết yêu thương .idb.vn, chọn tạo thiệp chúc Tết. Bước 2, chọn người bạn muốn gửi lời chúc Tết. Ở đây có hai mục: gửi thiệp cho người thân hoặc gửi thiệp cho các bạn khó khăn. Các bạn nhỏ này nằm trong danh sách các bạn nhỏ đang được tổng đài siêu cool trợ giúp. Bước 3, chọn hình thức tạo thiệp. Ở đây có hai mẫu. Thứ nhất là dùng mẫu có sẵn, chúng ta chỉ cần test thêm chữ. Cách thứ hai là tự sáng tạo thiệp bằng cách quay video chúc Tết, nhưng mà vẫn ưu tiên cho hình thức tự sáng tạo thiệp. Khoan, chị ba. Dừng khoảng chừng 2 giây để tao lưu lại cái. Không phải. Dài quá tao nhớ không kịp mày ơi. Làm hết hồn mày. Rồi tiếp tiếp đi. Và sau khi tạo thiệp xong, chúng ta đăng nhập bằng tài khoản Facebook. Sau khi đã đăng nhập bằng tài khoản Facebook, chúng ta sẽ chọn chia sẻ, chọn tải xuống, chọn gửi thiệp, nhập thông tin người nhận. Nếu chọn gửi cho các bé có hoàn cảnh khó khăn thì hệ thống tự động gửi mà không cần phải nhập thông tin. Sau đó đăng video lên trang cá nhân để ở chế độ công khai, kèm hashtag cool siêu phàm, tên quà cool, kết yêu thương. Và sau cùng là vào một vòng quay may mắn, sao chép link bài đăng và dán vào phần đường link bài viết, chọn xác thực nhận vòng quay may mắn. Thế là xong. Sao thấy dễ không? Dễ mà hay nữa, mày phát hiện nãy đâu ra vậy? Thì nãy giờ mày đang coi ai chỉ hả? Thì anh Phu. Thì đó, mày động não lên giùm tao cái đi. Anh Phu chỉ đó. Ờ ha. Chưa hết đâu, nếu mà lời chúc này hay mà ý nghĩa đó thì Cool sẽ thực hiện hóa sự thật này cho mình luôn. Đã. Như hồi bữa nè, tao chúc anh Phú dẫn tụi mình đi chơi. Ai về anh Phú dẫn đi thiệt luôn. Chưa hết đâu, nếu mà lời chúc này hay mà ý nghĩa đó thì Cool sẽ thực hiện hóa thành sự thật cho mình luôn. Đã. Như hồi bữa nè, tao chúc anh Phú dẫn tụi mình đi chơi. Ai về dẫn thiệt luôn. Ê, để tao tạo thử coi. Nói, tạo đi. Một, dạ. Mày nhìn tao tự chúc tao luôn nè. Chúc sang năm tao trúng được tờ giấy số 4 tỷ. Ủa, có 4 tỷ luôn hả ba? Cái lộn 2 tỷ được rồi. Ủa, mày có mua giấy số luôn hả? Không, mà tao nói gì chơi vậy đó. Ước gì năm sau có người tặng một con tuấn mã bay như phim. Ghê vậy ba. Bớt coi phim quá 180 phút giùm tao đi. Nhất là phim kiếm hiệp á. Còn lời chúc thứ ba kìa, chúc luôn đi. Để tao suy nghĩ cái mày. Hai tụi bay làm gì vậy? Làm gì mày? Hết hồn mày. Anh Phú kêu tao đem sữa ra chưa hôi cho hai bay uống nè. Rồi cảm ơn luôn. Tao suy nghĩ kỹ rồi mày ơi. Ước trúng giấy số mà đời nào trúng mày ơi. Giấy số không trúng nhưng cái này dễ trúng nè. Cái gì mày? Thì trong mỗi thùng tích quân túi, quân chai, slip up đều có bao lì xì đó. Mày săn là bao trúng luôn. Nào là tiền mặt 5k nè, 10k nè, 50k nè. Nếu mà săn được thẻ trúng thưởng thì sẽ đổi được quà. Quà ở đây là những hiện vật siêu hấp dẫn luôn. Quà gì mày? Thì nè, thẻ sung túc sẽ đổi được cái tủ lạnh Awa. Thẻ niềm vui thì sẽ trúng được cái phao bồ mu. Còn nữa, thẻ sức khỏe thì trúng một đôi giày Cool. Đặc biệt là thẻ quyền năng nhí sẽ đổi được quá trời quà Cool luôn. Các bạn có thể đổi quà trên website đổiquacool.com.vn. Thời gian kéo dài đến 31 tháng 3 2022, các bạn tha hồ săn quà luôn nha. Hello, xin chào các bạn. Chào bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Ba Phải. Và sau cái clip 72 giờ vừa rồi có rất là nhiều bạn yêu cầu mấy anh em mình quay lại cái chủ đề 72 giờ. Tuy nhiên có một vài em ở đây đã nhập học và quay trở lại trường học rồi. Không thể nào mấy anh em mình thực hiện clip 72 giờ cho các bạn xem được. Không mấy mình làm 24 giờ cũng được anh Phú. Miễn sao có cắm trại là tụi em thích hạnh Phú ơi. Cắm trại nữa hả? Trời xanh mây ngắn nắng vàng. Gì nữa đây anh hai? Cớ sao tao lại phủ phàng không đi? Ôi đây làm thơ các kiểu nữa. Thôi, nó nói nè, bình thường làm thơ thì hay đó. Nhưng mà cưng biết thơ này là thơ gì không? Thơ lục bát đó Phú. Ồ, biết thơ lục bát luôn. Ồ, ghê. Xuất sắc, sướng ra. Học ngu lắm mà nghe. Ôi ơi, biết thơ lục bát luôn. Rồi anh hỏi nè, cưng làm thơ vậy chứ cưng biết ý nghĩa của câu thơ đó. Anh nghĩ sao vậy anh Phú? Người làm thơ hay như em biết ý nghĩa mà làm chứ anh Phú. Ôi thơ hay luôn. Rồi ý nghĩa gì nói cho mọi người nghe luôn nè. Anh thấy trời đẹp không? Trời hôm nay khá là đẹp nha các bạn. Trời hôm nay đẹp mà không đi cắm trại thì hơi phí nha anh Phú. Hợp lý luôn anh Phú. Trời ơi. Thấy trời đẹp không? Đẹp. Trời đẹp như này không đi lãng phí lắm. Có chắc gì cả ngày hôm nay trời đẹp.
Anh cứ yên tâm đi, em bốc trúng cao cấp là trời tối u ám cỡ nào chứ cùng hành sáng anh Phú ơi. Chắc có hên nữa mà. Chắc mày có cao cấp nữa hả Đảng, bữa đó mày hên thôi. Để mày xem nè. Để rồi xem nè. Ok, để tôi xem nè. Ok, để rồi mày xem tao nè. Ok, hai thằng bay luôn. Ok, để rồi xem. Để rồi xem. Để rồi xem. Thôi, tới nữa đó, bắt đầu rồi đó. Giờ nếu theo đại đa số đông mà mấy nay mình quyết định đi cắm trại đúng không? Tiếp tục mình thực hiện cái series cắm trại nhưng mà theo kiểu bình dân và cao cấp tiếp nha. Yeah! Rồi em vô cao cấp rồi anh Phú ơi. Chúc mày coi con. Và hiện tại tình hình của chúng ta chỉ có 5 người cho nên anh sẽ tham gia chung với một đội nào đó. Được không? Đội bình dân được. Đội bình dân đi anh Phú. Anh Phú tham gia vô đội bình dân á. Đó, anh không được quyền bốc thăm mà không? Hợp lý không? Anh Phú mà vô đội bình dân là hợp lý, hợp lý, hợp lý, hợp lý, hợp lý, hợp lý, hợp lý. Ba mình vô đội cao cấp rồi. Giờ sao bây giờ chơi hên xui bằng cái con xí ngầu hay là tự chia đôi? Xí ngầu đi thôi. Xí ngầu hả? Xí ngầu lỡ ba đứa cưng bị chia đôi sao? Em muốn trả thù. Trả thù hả? Có vô trả thù. Phải em lắc vô trên không là em cao cấp luôn. Thôi thôi, Phú đem ra đây nè. Lắc cho nó vui. Đâu? Em ở đây nè. Chọn đi, chọn đi. Bây giờ ở trong đây chúng ta sẽ có một con xí ngầu nha. Khoan mấy ơi, khoan. Để tôi coi anh Phú có hiểm bồi gì sau nay không. Không Phú gian lận á. Ê, chưa phát hiện rồi. Phát hiện rồi. Con, yêu không, yêu. Không có. Em làm quá hả Quang? Thôi vô, nhiều ghét bị đi, ai vô lắc trước nào. Bây giờ mày có 6 số đúng không? 3 số lớn sẽ là được chọn cao cấp. Còn 3 số nhỏ là bình dân. Được chưa? Rồi bây giờ ai lắc trước đi? Lắc trước lắc xài gì cũng vậy. Ai lắc trước đi? Anh Phú lắc trước. Anh Phú lắc trước. Rồi thôi mèo lắc trước. Rồi, số 1 đi cho nó vô. Ra mà không ấy con mày gì. Chết rồi, số 5 rồi. Lắc cho dữ vô. Lắc cho dữ vô. Số 1. Số 1. Không kể. Tới nhà. Vô nhà. Em nói cái này trời. Rồi xong rồi. Số 3. Rồi tiếp tục. Không, số 3 mình còn cơ hội nhiều khi vô 2 lần. Số 1, số 2 sao? Lắc mày. Tới thật. Số 6. Quá dữ, quá định. Cao cấp mày là cao cấp đúng không? Đúng rồi. Đẳng cấp. Mày không có được cao cấp nữa đâu, thề luôn. Nếu mày cao cấp tao hạ là bình dân. Không cùng một đội với cân đó. Số 4. Chưa. Rồi bây giờ tới anh biết qua nè. Số 1. Mày số 1. Mình nhảy gì hả? Nghe mà con mấy con mày. Mày nói cho tôi lắm. Mấy tao bình chân với mày nó là sao? Rồi trả nó đi anh hai. Em lắc nhiều quá, hội ra số 1 cho coi nè. Gì ra cờ ra mà con. Trời ơi. Thì lắc cho dữ vô. Số 1 quá. Lắc cho dữ vô. Số 2. Số mấy này? Bang. Thôi, bây giờ nó thấy mình đi vô và bình dân mà nó mừng nè các bạn. Tôi muốn té xỉu luôn á trời. Số 1 là tất cả. Số 1 trời. Trời ơi là trời. Thôi đây, đi sạch đồ đi cắm trại nè. Mấy anh em mình mới tìm được vị trí khá là hợp lý để cho mấy anh em thực hiện thử thách 24 giờ nha các bạn. Ở đây là ngoài cánh đồng. Ngoài này là ngoài đâu anh Phú? Ngoài đồng chứ ngoài đâu cơ. Rất là yên tĩnh luôn. Thoải mái để cho mấy em vui chơi. Không ai làm phiền hết nha các bạn. Sao mình không quay mặt lều quanh kia mà quay qua đây chi quà? Quay qua đây mới có hướng gió mày ơi. Đúng rồi đó, quay qua đây làm gì? Quay qua đây hửi mùi cao cấp hay gì? Mày bớt bớt cái nhã, mày khịa tao là khịa anh Phú luôn đó.
thì có gì đâu, bình thường thôi. Bình dân thì bình dân, không lẽ đòi cao cấp mày? Cậu cái nhã. Trời. Gì cậu cái này nè ba. Ủa mày vậy? Biết, mày bình dân ghét rồi, mày ngáo luôn hả? Tao ngáo sẵn rồi mày. Vậy. Thôi chắc vậy được chưa? Rồi, giờ kéo căng ra đi. Tao đi ra làm sao phụng ghẻ cái à. Ai da. Quả báo gì con. Cho mày. Đồ ăn của mấy anh em mình iPhone phú lắm nha mấy bạn. Ôi cái này hơi chật nha. Khá là nóng. Như gì mà bên kia la to vậy ta? Em cũng không biết nữa. Ê, bắt đầu có mùi hám thính rồi kìa. Kìa. Thiệt cái tình, anh em tao buồn mày lắm thật. Mày sáng kêu mày múc mấy gáo nước mưa theo uống là được rồi. Muốn chi mấy lon Pepsi cao cấp muốn chi vậy? Trời uống gác không lắm mày ơi, muốn chi. Sáng tao mua lộn. Còn nữa nè, trời ơi tao kêu mày mua mấy cá hay cái gì cũng được, nhiên quốc, nhiên bò Mỹ chi vậy? Ôi ơi, mua lộn mấy trời. Ăn chi mấy cái này, mở không nghe muốn chết luôn. Em có này được không? Cái gì vậy? Mở ra coi. Trời ơi. Kêu mày ra chợ mua mấy con tép về xào ăn mà mua mực tôm chi vậy? Sao mày khó tính dữ vậy nha? Mày biết không? Ăn cái đó nó ngon lắm à, biết không? Đây, còn gì nữa đây? Đậu bắp. Được nè, đậu bắp được nha. Còn này là gì vậy? Rồi. Trời ơi, vỏ heo. Trời ơi. Kêu mày muốn mấy cục xương gì hầm ăn là được rồi. Múc nguyên cái vỏ làm gì vậy? Đây nữa nè. Má ơi, sáng tao lỡ mua mấy miếng ba gọi rồi. Trời ơi, tao kêu mày ra chợ mua mấy con cá, mấy con mắm về ăn được rồi. Cho nó sang chảnh giống bên bình dân. Rút kinh nghiệm nha. Rút kinh nghiệm làm sao mới được. Trời đất ơi, nó ngồi nó khịa kìa các bạn. Hôm qua đâu rồi? Hôm qua đi thám thính tình hình ở vòng vòng ở khu đó đó anh Phú. Coi thử chỗ nào có cá nó về, nó kêu mấy anh em mình đi bắt anh Phú ơi. Bơ bơ khịa đi mấy đứa ơi. Mà cho em hỏi cái này nè anh Phú. Hỏi gì? Mà sao anh chuẩn bị mấy đồ ăn cao cấp anh bánh xịn với anh Phú? Hồi sáng thì mình cứ nghĩ là mấy anh em mình sẽ vô cao cấp nha các bạn. Ai ngờ xui rủi, lắc xe ngồi toàn một nút không. Thôi cam chịu thôi, cao cấp mà. Lỡ mình có trúng thì mình cũng hên, mình ăn được nhiêu đó đồ ăn. Mà bây giờ mình xui mình thì coi như mình không nhận được nhiêu đó đồ ăn thôi các bạn. Cái chuyện hên xui mê rủi không ai đoán trước được nha các bạn. Thôi cam chịu thôi, vô lèo đợi quà về báo tin. Còn cái này nữa nè, tao tức mày lắm luôn á. Muốn mì thường thôi, mày muốn mì sandwich chứ vậy? Dăm ba mấy cái bánh mì sandwich này ăn ngán lắm mày biết không? Muốn mì thường là được rồi. Ngán thiệt. Thôi bất kệ đi ba, mấy kêu quá là tao đỡ không nổi luôn á. Thôi, dăm ba mấy cái đồ cao cấp, anh không có thèm. Kê chơ. Kê chơ. Gọi cho em ăn chung hiểu không? Thôi. No. Thôi. Đi về bên thế giới, bên bình dân đây. Thôi, dẹp dẹp. Để hồi mấy cái mùi bình dân bay vô thịt này, hồi nó thiêu hết á. Thật ơi, thật. Kêu mày mua mấy lon nước nước mưa, mấy gáo nước cũng được. Đồ bình dân nha các bạn, giờ mình sẽ đem về nha. Ê. Đồ bình dân mà. Trời ơi, phải hiền đó. Trời ơi, tao nghiệp đồ bình dân chứ trời. Sao, có đồ ăn chưa? Bớt khịa rồi bạn ơi, lần này mình không mất liên sĩ nữa đâu. À, vậy hả? Mày sao? Khi này giờ chưa đã nữa hả? Đã cho. Chưa. Lâu lâu vô được. Có cấp cái giờ mình sẵn khói chứ ta. Tính ra là cưng may mắn một lần đó đấy nhỉ. Ơi, có lần hai luôn. Rồi sao? Được không có con cá mắm gì rồi ngoài luôn hả? Ruộng khô anh Phú. Mà có hang luôn anh Phú ơi, ngoài đào cũng hơi cực. Mà đội bình dân anh sáng anh có chuẩn bị đồ ăn thức uống vô anh Phú? Có, anh có chuẩn bị hũ gạo mấy anh em nấu cơm thôi. Gạo hả? Mà đồ ăn thức uống thì mấy anh em mình tự tìm chứ sao? Chơi phẹp đây nhưng mà khi thôi. Khổ gì vậy? Sáng có chuẩn bị mấy cần câu mà. Đúng rồi. Đi tìm mồi đi câu cá. Kiếm cá anh, ngồi đi nữa. Đi trùng đi mày ơi. Ta thấy thằng này có trùng. Ngồi đi hồi bên đội bên cao cấp người ta bó cứ cà khê hoài nghe. Ngứa lỗ tai lắm, phải không? Những cây mà cái vụ mày mua đồ ăn giàu nhiều lắm nha. Thấy là cầm vô mày. Kia mày mua nước mưa hay cái lon nước kia à. Giá tiền thôi. Thôi bên anh nước mưa nhóc kìa, lấy nước mưa đi anh lấy lại mấy lon nước ngọt cho. Thôi lỡ mua giờ mình uống luôn chứ sao giờ anh Phúc.
Anh đi câu cá đi. Đúng rồi, đi câu cá đi. À, đi kiếm đồ ăn rồi các bạn ơi. Nhớ nha. Không để ít cá, anh còn cẩn thận anh Phương. Nhớ nha. Bây giờ mấy em thải đá xuống đây nha. Ừ, thải đá xuống đi là tới công trình liền đó. Khởi động chút đây. Thôi về căn cứ địa câu cá đây các bạn. Đào được mới chồng mày, nhiều không bạn? Nhóc lên Phú ơi. Đâu chuồng không lớn lắm nhưng mà cũng đủ để câu nha các bạn. Đi câu thôi, kiếm cá anh chứ bụng gần trưa rồi. Mày mới nhìn thấy cái gì mà tao đang thấy không à? Tao chứ. Cũng mới thấy cái gì nữa, tao đang thấy mà tao mới thấy cá bự lắm á. Thiệt, cá bự lắm. Nhả nơi giác đi, xuống câu đi. Nhả nơi giác gom đá rồi. Được, thằng đá chơi thể đá, mấy tao chơi thể đá chứ không có gì đâu. Kiếm mấy cục bự bự quá. Ngồi đi em nha, không có khịa cà khịa nha. Coi bộ đầy cá móng quá trời câu được rồi nha. Hợp lý luôn, mình thua rồi. Rồi, thả cần câu xuống đi. Kiếm 7 men cá rô, hên dính cá tre, cá lóc gì cũng được. Nghĩ là dính cá chốt của anh Phú nhiều á. Dính cá chốt rồi. Đây cá móng nhiều lắm hoài. Đâu luôn. Thoại thả góc đằng kia nha thôi. Dạ dạ. Còn anh với quả thượng câu đây. Dạ cần thôi nào. Dạ. Ui ui. Ăn này. Cá bự. Cá bự vậy hả? Tao nhịn ba mày. Con cái bự lớn kìa. Rồi. Đừng quýnh đâu mà quýnh, đừng quýnh vô mặt tao nha. Mất công nó xấu trai á. Nói chung mấy đứa ngồi im để cho mấy anh câu cá kiếm đồ ăn chứ mấy đứa phá quá sao mấy anh câu cá. Em cũng câu cá mà thôi. Thôi 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 thôi, câu gì có đồ ăn này câu gì? Trời câu gì kì vậy? Được rồi. Được câu đâu? Cái này là dạ. Rồi chìm phao luôn. Lên lên đi Đặng. Rồi thanh niên này. Ừ rồi đó cười. Đưa tay hai tay đi coi coi. Không nào cầm cục đá ném nha để người ta câu cá nha. Chờ mấy em mình đổi địa điểm câu cá nha các bạn, mấy thanh niên này kia phá quá. Chờ lấy đá ném không à. Đã cao cấp mà còn chọc người ta nữa. Đây được không? Được. Phải câu góc này đi thầy. Ừ, ok. Anh đi qua câu góc này cho. Mời thầy tí nha qua. Dạ. Rắn. Cá. Cá hả? Thôi thả nó đi thôi. Ê, con thầy kìa. Thôi. Ê, giật đi kìa, giật kìa, giật. Giật. Thầy để cho nó cắt sao thầy. Giật. Giật. Giật con cá con. Rồi. Thấy chưa, nó giật nãy giờ, nó cắn mồi nãy giờ rồi, cá rô nó nhảy lắm. Lên một em kết rồi nha các bạn. Cái con mời nha các bạn. Mang lên, mang lên. Một em. Thấy gì chưa? Dạ cận. Ơi, có em lôi nè anh Phú. Dứt. Dứt. Chờ anh Phú ơi, cho nó ăn sâu. Dứt. Ê, ê. Ôi, 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 cái gì? Cá chê. Một con cá chê. Ôi, một con cá chê. Ê, một con cá chê nha các bạn. Wow. Lụp 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 lụp. Ngon ngon. Tụi nói đi. Trời ơi trời. Sao coi cái bàn tọa kìa. Coi cái bàn tọa kìa còn không. Đi mà nó còn 3 em nên vô. Trời ơi cái thằng này. Ê quả nó giật nè. Cái chốt nó rỉa vậy á. Ê kìa kìa. Từ từ bình tĩnh bình tĩnh. Ê, bình tĩnh bình tĩnh. Để im anh dịch. Ăn giật cái cần này dính cho cương xem nè. Cho nó ăn sâu xíu. Chìm nó phao luôn. Không gấp nha các bạn, câu cá là không được gấp. Trời ơi, cá kìa nó móng bự kìa. Hay là chiều mình đi mò cá đi Phú. Chiều nay hả? Chiều mấy anh em mình đi mò cá. Thế sao giờ? Đồ bình dân là phải sinh tồn nha các bạn. Nó kìa. Cái gì vậy? Chốt. Trời đất ơi, đưa coi cái. Chốt này là chốt gì? Chốt bò nha các bạn, chốt trâu. Chốt trâu, chốt bò vậy. Ừ, trâu bò vậy thôi. Chốt nào cũng vô bụng Phú ơi. Lập. Ê, cuộn thoại ghê chưa, cuộn thoại ghê chưa. Thôi đâu rồi. Thôi, anh Phú ơi, để em tổng kết số cá rồi. Có 3 con mà cũng tổng kết nữa. Thôi, thôi. Dừng luôn đi Phú. Thôi. Hả? Dừng nha. Đi, đi, đi. Ôi, một con. Này ấm hình Phú ơi. Vô. Mình nắm rồi. Cái chốt. Tiếp tục một cái chốt bò này nha các bạn. Sao móc bò xong chưa thôi. Đen đen lắm Phú ơi, từ từ. Lẹ đi. Dứt. Chơi gì nữa dứt. Chưa. Dứt. Đánh rồi. Trời.
Cái rô, đây coi, bự không? Cũng được. Ôi. Hả? Gì? Đánh cá quay luôn kìa. Trời ơi. Ê, cái cần câu của anh. Cần câu của anh mà. Ê, đây coi. Cần của anh để đây nè. Đưa đây, trả cái cần cho anh. Đây coi. Từ từ thôi, cái con cái cần của anh để đây ngâm nãy giờ đây, đứa nào giờ cả? Ai mướn à? Ai mướn giờ cả? Chỉ cần anh được cần đây cái rồi xong của mình nha các bạn. Ôi, lên một em profi à. Bye bye mấy đứa nha. Cảm ơn anh, đứa nào giờ cả? Thật hả? Cảm ơn thật nhiều nha. Có cá anh rồi. Mày dựng cá gì cho anh vậy? Thì thấy con cá gì giật chứ sao không mày? Ủa, cá đô phi bằng bàn tay các bạn. Trời, cái đó mà để nướng ăn là ngon luôn á. Trời, đồ ăn mình nhóc. Cho ảnh đi mày ơi. Trời ơi, ngon lành canh đạo. Ây. Đây. Nghị luôn rồi kìa, không giật. Giận như nó siêu đình phô. Ừ, mày giỡn rồi, không có cá ăn luôn. Kìa. Ơi, lập vào. Đó. Đây, cho. Trời ơi. Này ham ăn quá. Bỏ thùng liền đi. Một em nữa nha các bạn. Coi bộ trò này ấm quá hàng. Ấm sao ấm Phú, nãy giờ giật lên cá nhóc mà ấm Phú. Đang kia có cá rô phi không? Trời của anh có cá rô phi á. Giật. Nope. Rồi xong. Trời ơi. Đang cho anh có cá rô phi không? Ồ anh Phú ơi, đây cầu cá rô với lại cá chê được anh Phú. Không biết cái cần anh dính tụi nó có giật giùm không mấy. Giật sao anh giật Phú, mấy nó mê có cá lắm. Mà mình đi lại đẳng là nó phá mình nữa đó anh Phú. Tại hồi nãy anh mới lấy cá phi của nó ra. Anh không nhớ hả? Cần của anh câu dính thì anh lấy thôi. Đúng như thật ghẻ nói, ngày hôm nay trời khá là đẹp nha các bạn. Mây ngắn nắng vàng. Trời ơi. Cần cưng rỉa kìa. Cá rỉa. Cá em đang ăn Phú ơi. Dứt. Hay quá. Cá rồi. Quá lượng luôn này ơi. Ồ, nguyên con cá của mày luôn nè. Kéo lên kìa, trời lên cá. Ôi trời. Cá mà mày bỏ anh em nữa. Rồi, lên luôn các bạn ơi. Cá rô mày. Tài nghệ em câu cá đỉnh không anh Phú? Đỉnh. Câu sao lọt xuống dưới mương luôn, đỉnh gì đỉnh. Để đi mà cá lên. Mày rảnh quá thật, ở đó câu cá hoài, sung sướng muốn mà muốn cực khổ hả mày? Câu gì anh Phú mà mày? Ôi, trời ơi! Gì vậy? Ôi! Đây. Ghê vậy mày? Ê, đừng la to nha anh Phú, lại lấy cá nữa đó. Quên cá châu Á nè các bạn, mấy có thiệt nha. Wow. Đi vô nha đi. Thôi xảy giờ. Thôi mèo làm gì lần này ta? Làm gì thôi. Hồi nãy á, em đi vòng cái khu này á anh Phú. Ừ. Em đi ngang đây em thấy nguyên một bầy chim cu gần đây luôn nè anh Phú. Chim cu hả? Dạ. Làm gì giờ? Bây giờ em sẽ làm cái bẫy để bắt nó anh Phú. Nhắm nó có đậu lại không mà bắt chạy? Hên xui chứ anh Phú. Bẫy gì đấy? Cái này là bẫy bẫy chim nè. Ừ. Bẫy cò. Cái này tối á, mình có thể là bẫy chuột luôn á anh Phú. Bẫy sao bằng cách nào nói nghe chơi thử coi. Đầu tiên là em sẽ lấy cái em sẽ đốt một cái cây này. Ừ. Em sẽ xiên mình làm cách nào mà cho cái cây này mà nó cứng lại anh Phú. Ừ. Cái mình kiếm một sợi dây mình. Ừ. Buộc vô cái đầu này. Ủa, ở đâu có sợi dây có lý vậy? Kiếm anh Phú, từ nãy giờ em đi kiếm mà. Ờ. Buộc cho chắc vô. Ừ. Cái em nữa? Sẽ lấy một cái cọng này á, cái. Ừ. Em buộc vô gì nè anh Phú? Cái này làm gì đây? Cái này là một cái thòng lọng anh Phú. À. Đây em buộc cho chắc vô. Rồi. Em kéo ra. Đây. Em để xuống giày. Ừ. Để xuống giày. Anh đi ra ngay coi chừng nó, coi chừng nó búng vô cái chân anh đó. Ừ, rồi sao nữa? Rồi em sẽ buông qua. Ừ. Em sẽ đi lại đây. Em hái một cái nấm lúa. Lúa làm gì đây? Cái này là mình làm mồi nhử anh Phú ơi. Mình thả xuống đây. Ừ. Cái em hái cái này. Kìa. Đất bà bỏ
bỏ sai chỗ rồi, bỏ trên này mới đúng. Ừ. Này bỏ xuống đây. Ừ. Cái con chim á nó bay vòng bay xuống đây nó ăn lúa. Ừ. Cái nó không. Cái này em... cái cây này cái giật đúng không? Dạ. Chút hồi em đi kiếm em làm cái chút gài để cho nó đè lên làm phun. Cái con chim nó nhảy xuống nằm, cái nó bước chân tới. Ừ. Đụng con dây là cái này nó sẽ bắn ra. Bắn ra. À, hiểu hiểu hiểu. Đây. Hợp lý đó. Rồi định làm mấy cái đây? Chắc phải làm 2-3 cái tại vì đi từ đây đi xuống đây nó dài anh Phương. À. Mà giờ em đang rảnh nữa. Rồi làm đi. Ok. Nghĩ đi nghĩ lại cái số của tao mày làm sao đó. Sao là sao mày? Nó làm sao á, lần nào cũng bốc trúng thăm cao cấp hết á. Trung quy là do mình đang ở thôi, mày hiểu không? Ê, ý mày là sao mày? Tao mấy bữa trước cũng bình dân á nha. Mày nằm leo dưới cái đít của tao nha. Một hồi tao đánh bom liều chết là mày tới không chuyện luôn đó. Nướng lên cái không ngồi bể mặt nữa. Giờ sẽ bẻ củi nướng cá nha các bạn, trưa nay mấy anh em mình ăn cá. Ây da. Ủa gì đã vậy, nó ăn chưa rồi? Mấy giờ rồi ta? Theo tao ước tính không nhầm, bây giờ là hơn 11 giờ rồi đó. Đồng hồ đó mày coi như thiệt á? Ở đây là tao chỉ coi cho có thôi, chứ thiệt ra là tao coi trên kia kìa. Đội mình bây giờ cũng bắt đầu chế biến món ăn nha các bạn. Lấy lửa hoài. Sao chưa nay không ăn cơm hả? Ôi chịu ăn cơm thú ơi, giờ này ăn cơm cá nhóc nè. Ăn không nổi đúng không? Đây đừng mớ cá nha các bạn, mấy nay mình câu này giờ. Đó. Xếp củi lên. Nói bên kia cao cấp chùm đâu bằng mình đúng không? Mình có cá nướng ăn ngon lành cành đào nha các bạn. Ôi, úi da. Qua khỏi. Thôi, làm món cá hun khói luôn nè. Wow. Trời ơi. Sao nó bay vô anh không vậy? Anh đừng có thở là nó không bay vô anh. Trời ơi, đi đâu nó đi theo đói này nè là sao? Gì mày không thở hả? Không thở là nó không bay theo. Không thở hồi mày tắt thở luôn á. Sao anh đi đâu khó đi theo anh không trời? Như đây cá nhắm lấp đầy khoảng trống trong cái lò hộng của mấy anh em mình không? À vô anh Phú ơi, sinh tồn mà. Được gì là cũng khá lắm đó anh Phú. Khá hơn chứ khá rồi chứ. Hên là nay không có ba thằng kia đó. Đúng rồi đó. Cá mới ra lò, vừa nóng hổi, vừa thổi, vừa ăn nha các bạn. Wow. Cá chê nè. Cá phi nè. Cá phi nè. Cá gô nè. Không biết đội bên kia anh uống tới đâu rồi, chứ đội mình xong này nha các bạn. Nhanh gọn lẹ. Chuyến đi. Cá hấp dẫn quá. Hợp với ghê luôn nha. Rồi, bên... Đây, bên này miếng. Đúng rồi. Ok. Vách tắt vô. Mình 12 giờ trưa rồi các bạn, khá là đói đây. Đói gì chưa? Hơi anh Phú ơi. Hơi à, đưa anh lên trước cho. Hơi anh Phú. Anh biết đi. Ôi trời hấp dẫn. Mời các bạn cá nha. Trời ơi, con của thời mèo nè. Cắm lúc xuống mới đảm Phú ơi. Mời các bạn nha. Trời ơi, chứ đã. Bên kia còn món nướng á. Mà món nướng bên kia ngon hơn bên mình nha. Nói gì nói chứ cá là ngon nhất luôn. Sinh tồn mà, phải chịu thôi. Cặp cái nữa nè. Lỡ đã lỡ phê cho tới. Ôi trời. Làm thử miếng cá chê coi. Đây các bạn. Cá chê này thế nào câu hả? Em anh Phúc. Em một con. Tao một con mày. Ôi trời. Ăn cá nướng nó không ngán ha. Ừ. Ngon. Ngon quá. Ôi nhìn hấp dẫn ghê luôn các bạn. Chấm miếng muối là ăn thôi. Quét miếng muối lên. Đó. Thôi bỏ miếng ăn thôi. Mời các bạn nha. Con chê nướng đúng bài luôn ha. Bạn nói bụng mạnh thứ gì cũng ngon hết nha các bạn. Thank you.
Ơi sao cái tấm này nó cứ vên vên hoài mày? Trời nhát nhớ luôn. Sao ngu thế à? À, thằng này ý mày chửi tao ngu hả? Không, ý mà là ngu có hiểu không chứ tao có không có chuyện mày ngu. Đấy, nhân đẳng mà mình đã khôn lên được miếng này nha. Trưa nay mấy anh em mình ăn mực nướng với lại tôm càng xanh nướng với lại kim chi mama. Rồi kèm theo đó là bánh mì xinh quýt, xương xương thôi. Chấm nước. Nghĩ xong tôm càng xanh vậy trời. Biết ngại lắm không? Ngại quá. Mày gấp tôm không nhả? Mực nữa. Biết rồi. Đó, tảng mực bự quá nên để sau đi mày ơi. Con đó mà con mực của mày luôn hả? Ủa hồi nãy mày nói con mực mà. Ủa ý nhầm, con này là con bạch tuộc. À con bạch tuộc, ok. Chung quy con nào cũng vô bụng hết á. Không biết đội bên kia ra sao và như thế nào vậy nha. Quá hấp dẫn luôn nha bạn, mời bạn nha. Mời bạn nha. Khoan, đi rửa tay cái tay dưới hiện mà. Rửa tay cho sạch sạch đi mày, ăn cho nó ngon. Ủa dĩa tôm đâu vậy? Ủa dĩa tôm đâu vậy? Ôi! Ơi! Cá tôm nha mày! Lẹ 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 lên! Khoan! Đừng nghe! Sao? Giờ sao? Có mình mày đó, mày sợ chưa? Ba thằng đẹp trai quýnh một thằng xíu à. Em cho tao nói cái. Cầm dùm lon nước, kẹo nước lạnh á. Giờ cho tao một con đi. Là tao trả tao bay nguyên vậy. Trời đất ơi, thôi mày dở được chứ, xém nó ăn được nguyên dĩa tôm rồi. Ra. Ok, tao giúp cho mẹ con cầm. Từ từ bóc một con lên đưa tao chứ đi. Nè. Cầm đi. Ok. Đáng sợ đó. Hả? Em xin con hơi làm gì á? Đứa chết ga. Phải. Để vô. Mở mày, chừng tao đó. Đây. Trời đất ơi, tới phút 90 mà nó còn giật lên nữa. Mày đúng là thằng gà luôn á. Làm gì lúp lúp ló ló đây đây anh hai? Coi làm phu. Em đang ngồi đây nghe không gió. Sao ông trời lại bất công như thế hả? Vô gì nữa đây trời. Hồi nãy á, em qua bển á. Em xin với tôm của nó mà nó còn không cho nên phu. Làm gì xin? Thì em thấy dĩa tôm hấp dẫn quá. Em tính xu nó mà xu không được anh Phú ơi. Ủa tôm của người ta mà xin gì mà xin. Phút 90 rồi mà còn làm gì. Mày không rồi. Chịu lại phụ tao. Hồi nãy hả? Bộ hai đứa có kế hoạch gì hả? Có đâu anh Phú. Nãy em đứng ở chỗ này nè. Thôi nó ngủ em mà em không có đồng ý việc đó nên ngồi ngoài em coi. Chào xạo người ơi. Phú. Bộ này chứ anh hả? Phú ơi. Sao? Anh thấy dạy lại mấy anh em anh nha. Vậy gì? Nó qua nó chơi ăn cắp nguyên dĩa tôm của mấy em đem về kìa. Con cắp đâu? Hồi nãy kìa anh Phú mới lấy lại đó. Khoan, có ai làm chứng không? Có chứ. Mày có thấy tao lấy đâu mà đúng không? Tao làm chứng nè. Là sao? Mày lấy gì nào? Mấy em đi rửa tay cái thỏi nó nhánh lấy nhớ lấy dĩa tôm đi tới đằng đó. Mày lấy là được anh Phú. Mày lấy. Nói ai lấy? Mày lấy rồi. Hai. Cái gì hả? Dạ. Có không? Có chứ. Có chính phủ. Có gì kìa. À. Dạ. Cái gì á? Hư nè. Bà vô bà. Dạ. Anh em mình vô. Rồi vô đây. Cho mấy anh kia nhìn miệng nha. Vô đây. Thôi đồ mình về vào đồ mình nha. Thôi cô nước thương đây. Có mất con nào không? Hên đó anh Phu. Hên là anh. Không, không mất nào thôi rồi. Không mất thôi. Nói gì trời. Người ta gọi là nghèo chó sạch. Gắt cho ba con tôm mà nó không chịu cho nữa. Mày nói sai rồi. Lấy nguyên dĩa luôn mà mày ba con tôm. Nghèo cho sạch. Rách cho nguyên dĩa luôn. Thôi lỡ rồi, mấy em mình ăn đi. Thôi mấy đứa ăn đi, mấy anh về thôi chứ nói thôi chọc mấy đứa thôi. Đúng không ạ? Đúng rồi. Vô nè. Nếu mà chọc không thành công thì trả, còn chọc thành công thì quất thôi chứ có gì đâu hả? Đúng rồi. Ôi đất ơi, tôm bạch tuộc các kiểu ngon quá ha. Chọc thôi mà mấy bạn làm căng vậy. Quá.
Thôi trả nó đi. Hồi nãy mấy anh tôi ăn cá no rồi. Thôi về ngủ mày ơi. Thôi Phú luôn Phú. Về Phú. Thôi mấy đứa anh đi nha. Về. Nói thiệt chứ hồi nãy anh có gì đâu. Có mấy anh cá chê cờ chừng tôm giò à. À mấy anh tôm. Mấy anh cá rô à, cờ chừng ngón tay út. À nhớ nhầm ngón chân cái. Anh nói vậy là hơi nổ rồi. Hồi nãy mình chỉ ăn thịt cá mập hơn Phú. À đúng rồi. Mấy cá chết trâu biết không. Ở đây thì có ăn gì đâu, ăn mấy tép bạc thôi mà. Thôi ăn đi Bi ơi. Thôi xin nước. Ây chà. Ây chà Melinda. 1, 2, 3 vô. À, miếng mực cay. Mời các bạn nha. Dẻ lấy mấy cái dẻ đựng bánh mì ăn mày. Đây. Dẻ quá. Ôi thấy tôm hấp dẫn quá. Mời bạn miếng mực nha. Thấy tôm hấp dẫn mà là miếng mực. Mày đúng Dương Đông cách tay luôn á. Rồi ăn vậy mới đã nè bay. Ghê lắm. Anh không có chất ăn. Sao? Quá đã. Chiều rồi nha các bạn. Mặt trời xuống móng rồi. Tình ngủ chưa? Đi bắt cá thôi ơi. Quá ơi. Dậy đi bắt cá kiếm cá chiều anh nè. Giờ này cũng sớm nè Phú. Hay là đi thăm bầy chim của em trước đi. Bầy chim hả? Bầy chim của em mà sáng em văn á. À đi. Đi. Đi qua ơi. Qua đi không? Đi. Em chắc chắn ha, coi chừng nó dính nhiều lắm anh Phú. Nãy cái đền mấy cái hả? Đặt 5 cái. 5 cái luôn? 5 cái luôn. Bao dính đó nè. Bao dính luôn chứ. Trời ơi, dễ ăn lắm mà. Ấy cái cây này bung hình ảnh Phú. Ủa mà sao em thấy con nào quá vậy? Nó sao cây này bung hả? Đù. Hả? Mày đặt cái này phải không? Tao văn bay chim mà mày không biết hả? Á đù. Bay chim cu của tao đó. Hồi sáng nó quế quất vô cái đít tao nguyên một lần luôn. Thì luôn hả? Chứ sao luôn em đứng bộ mẹ của vậy nè. Khum khum móc móc vậy nữa Phú. Quất cái bạc chứ. Khốn lên Phú. Rồi. Thì ra là dính quà. Chứ mà dính chim. Rồi đi thăm mấy cái bạn chơi đi. Vậy mà mày không thấy gì quà. Mắt con chim luôn rồi. Làm gì thăm ba cái đặt bẫy như gì không dính con nào mày. Từ từ nó mới dính mày. Còn hai cái là ăn mờ. Phú ơi. Sao? Coi ý kiến này vui lắm nha. Chuyện gì? Hồi sáng giờ mấy nó khịa mình dữ lắm phải không? Ừ. Em có trò cho này vui lắm. Trời gì cho được ác hiếu quá nhanh hay. Trời ơi sát. Mình đem thao này định định bắt cá phải không Phú? Đúng rồi. Giờ mình kiếm chỗ nào mà có phân bò lên Phú. Hốt ra đây nè. Thì về vậy. Cạnh này nó đi đặt cua đất phải không? Ừ. Sáng đặt cua đất phải không? Đúng rồi. Cái mình úp ngay cái bẫy anh Phú. Ừ. Cái hành nói dính con cua đất cái mình điếm 1, 2, 3 dở ra. Cái này nói mày cũng phải diễn giống tao nghe chưa? Cái mày kêu mày kêu mấy nó thủ chuẩn bị nha, chuẩn bị nha. Rồi rồi mày dở ra đây, mày dở ra đây. 1, 2, 3 Vậy đúng không? Vậy ta gì đúng không? Đúng rồi. Cái nó không? Hợp lý không? À hiểu rồi. Em rồi chơi. Chơi cái trò nó dơ quá vậy. Tỉnh đi, tỉnh sáng nó khịa mình nó nhiều mà ảnh thu. Ừ mà ở đây sáng nó quên suy nghĩ ở đây không biết có phân bò không nữa. Thôi bây giờ cho vậy đi, mình lấy sình non đó. Chơi sình dơ cũng được vậy. Non. Đúng rồi Phúc. Bỏ đâu. Tận nghe chỗ này nghe gần đống lúa đó. Trên này. Phải dẹt ra. Úp vô chưa. Gọi sình luôn gọi. Úp vô, không vô. Chuẩn bị nha. Chuẩn bị đá đó nha. Thôi, hay là mình chơi nhiều đi. Mấy thứ ở trong kia ghê các bạn. Đang giỡn chậm. Lỡ chơi nhiều đi Phú ơi. Hả? Xin càng nhiều càng tốt. Thôi như đó được rồi. Bây giờ anh chị mấy đứa nè. Mấy đứa phải làm ghê lên xíu nha. Chuẩn bị nha. Ok. Mình là dồ đi cầm cái thao dồ. Cầm cái thao dồ nó thấy nó mới tự thiệt.
một hai và chỗ đấy là vô vô mấy cái ở ngoài đi, hay vô chỗ đó hai ba. Ôi 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 chụp chụp ôi 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 con chim cu nè, trời ơi lẹ ăn chim cu cho bả luôn, dính một con chim cu. Cái bẫy mày có hiệu lực ghê mày. Bình tĩnh. Bây giờ nói nghe nào, mấy em mình bắt chưa con chim cu này về nuôi hay hay thịt bu lắm. Ủa chim cu thật cho bá của em nào, nghe nào, thật thật đó. Ủa ơi nhảy đồ thấy không, nhảy tóc tóc này nè. Ờ ừ thế thì tôi mới làm gì vậy, bình tĩnh nghe nào. Khoan rồi giờ bây giờ nghe nè, tao cầm thao cho tôi mới để tao cầm thao bắt được. Tao cầm thao chưa? Nó ruột, nãy mấy anh bậy ra thấy cái bậy không? Đó, thấy cái bậy không? Ơi, đó. Đạp lên cái bậy của tao. Đạp cái bậy, gậy gậy cái bậy ra, đó, thấy cái bậy không? Mở điện thoại nó mới mở ra cái nó nhảy. Thấy gì chưa? Thôi, trong đó, coi chừng nha. Chúng mày nha, chúng mày nè. Mày thủ chụp phụ đây, hồi kia cho. Chụp nha. Nha. Bình tĩnh nha. Thì không, thì không. Thế, trời ơi. Nó dọn cốc cốc cho mày nè. Tao chụp. Ừ. Bình tĩnh nha. Khoan. Mày chuẩn bị ổ đi. Chừng nó bay bên thật dễ nè. Thẳng thẳng nó nhỏ nè. Tao dùng tao dùng giống nha, mày thủ nha. Mày thủ luôn nha, tao thủ nha. Ừ, thanh thanh nha. Một. Thôi chụp cẩn thận nha thôi. Thôi. Em lo được. Ok. Rồi. Kim này của em 7M. Ừ đúng rồi. Ủa mày nha. Cô chừng đó. Mày quay đây. Qua đây chi, qua đây vô cầm chân. Ừ. 1. 2. Chưa. Bình tĩnh nha. Ừ hết rồi, thanh thanh nha. Anh đi nước ngọt thôi bây giờ. Nước ngọt bây giờ. Sẵn sàng chưa? Từ. Mày lo chụp con chim dặm nó dòng hoài vậy. 1 2 3. Ai cười nè. Mày làm gì hả? Con chim cười mày đó hả? Thẳng quá. Con chim của mày đấy hả? Trời ơi, cái đứa này làm gì cười với anh Mu. Trời, cái mặt cưng anh không thể nào chấp nhận được. Bỏ mày chim miếng này nè. Làm gì chết dữ hả? Cho anh mày xíu làm. Cho anh đưa bay xíu làm dữ hả? Bỏ em. Không có làm sao nữa nha. Mẹ. Quỷ chim nó không thấy xình không. Tụi bay á, cho tụi bay xíu tụi bay ốc xình nguyên mặt cái luôn. Chơi kỳ đúng không? Rồi gì? Hồi nãy mà có đống phân bò là ngon luôn vậy ha. Ngon gì mà ngon, mà thấy đống sình non không? Nó chụp vô nó chi vô mặt tao, còn đống phân bò còn gì mình mẩy tao nữa. Mới đây mình mới phát hiện một vũng nước cá cũng khá là nhiều nha các bạn. Còn động đây. Đây. Cái vùng này luôn các bạn. Siêu bẩn luôn. Rồi. Đây, một con cá này nè các bạn. Bỏ vô. Ủa cá ống cống này thông với đâu ta? Vô đường mương trong này. Có nước không? Ít à. Tá đi. Biết sao nó dồn nó hết ngoài này này. Bắt ngoài này đi. Quá trời cá này nha các bạn. Con ốc. Rồi, ốc chết rồi. Mới đụng cá lóc đúng không? Đi. Gì vậy? Cá lóc, con cá lóc. Rồi. Mới đụng nó xong mà nó vòng vòng đây thôi, nó chuối xuống sình á. Được không? Không lẽ bây giờ mình tát ra. Ê, sao lưng quả cái gì nè bác? Mới đồ đâu? Cho nó gọn trong đây dưới ra. Ừ. Ui, cao quá trời luôn cú ơi. Hả? Cao quá trời luôn. Ui, cái mùi quá. Cái mùi quá luôn à. Đâu? Đây, một anh cái gô nha coi. Kiếm tầm coi chừng trên chục con là đủ mấy em mình bỏ nhanh đi. Một em đứa nè các bạn. Bỏ vô. Bỏ vô. Bỏ vô. Cá chơi luôn. Có không? Có. Cái gì vậy? Cá chơi. Bắt đi. Bỏ cá lóc ngoài luôn hả? Bỏ cá lóc ngoài luôn. Thôi các bạn coi nè. Khoan, mấy đứa khoan từ từ bắt đi. Đâu? Bỏ vô. Ôi, nó còn bự không các bạn? Coi nè. Ý, từ từ. Đừng quay cái hang cho mọi người coi cái nè. Cái này cái ống bọng hay gì hả? Người ta ấy anh con cá chơi nè anh Phú. Lùi ra. Cá rô. À cá rô nè. Ủa cái gì mà nó nhảy ra đập trong đó hả? Đâu thằng tay thử coi. Đó cái gì kìa. Ơi, ai vậy? Bên này. Kìa nó kìa. Để tao hút cái này lại. Lùi đi, lùi cho chạy ra.
Ủa trời, cá nó nhiều ghê không các bạn. Rồi vậy nè. Đâu? Ngon. Ê ê ê ngồi đây có chị. Chị vàng luôn. Ý. Con cá rô nè. Con cá rô nằm đây. Phải không? Ấy. Bỏ cho bộ. Ê con cá rô nè. Nè. Con luôn. Con cá luôn. Trời ơi, cái hốc trong đó cáo quá trời luôn các bạn. Ôi. Nè con nữa nè, đây nè. Thoại lùa nó chạy qua bên này rồi, lùa cái hốc bên kia lọ thôi. Lùa cái trước mặt á, cái hàng trước mặt á nó chạy qua đây. Ôi tách nước kìa đi, tách nước. Con cá rô nè, con cá rô nè. Đâu? Không phải. Tách nước kìa đi. Quá trời cá luôn các bạn ơi. Ngon 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 ngon. Nói rồi cái hũng này là cái hũng nước đọng này á, là cá rất là nhiều nha. Giờ sẽ đánh nước gà. Chết yeah. Quá. Ôi ôi cá rô. Ôi thôi rồi. Cá rô quá trời luôn. Hả? Quá trời cá luôn các bạn. Vô kìa thơm. Ý, không có đói rồi anh Phú ơi. Không đói rồi, không đói rồi. Trời này có cá nè nha các bạn. Quá trời cá luôn nè. Trời ơi. Còn không thôi. Còn nhiều không? Sọc sọc lên Phú ơi. Cái này giống như cá mè một đứa. Chưa, có quá, quá. Nó nè. Ôi, hang này hơi bị nhiều luôn á. Rồi sao có cần ruộng cá lóc nữa không? Thấy ruộng chứ. Đó kìa, nó kìa. Nó mới ụt đó. Quá xuống quá. Xuống trời nó liền. Coi chừng ụp cái thau là rồi luôn nè. Cá quá trời luôn nha các bạn. Vô đây cá là đủ ba anh em mình sinh tồn qua tối nay rồi. Tát nước kìa. Hả? Tát đâu? Tát, phải tát chứ không? Giờ tát được nào giờ? Ừ. Tát đến đâu giờ? Nó đang là một cái trụng, thương hiệu không? Nó là cái trụng đang đi xuống, bây giờ con tắp đắp ở đâu con tát đâu? Tát mò đi. Nó cũng xuống hết đó. Mò đi, mò được cá lóc chuối ghê lắm Phú ơi. Măng cá lóc hồi nãy bự không? Nhỏ. Nửa cầm tay. Nhiêu? Nửa cầm tay. Nửa cầm tay hả? Nó rổ anh Phú. Chừng ngón tay đi. Thấy nửa cầm tay hoàng. Thôi bỏ đi. Nhớ nó đủ ăn chưa? Dư luôn rồi. Nhiều đề cá mang về mấy em mình nướng ăn cơm rồi chấm với muối tây ninh được ha. Ăn cơm không anh Phú? Cơm. Cơm này mà phải chiên cơm gì? Nè, lấy lúa này làm cơm ăn ngon lắm. Thôi. Lúa cành gạch thơm quá ha. Dưới quê mình trồng lúa khá là nhiều luôn các bạn, với lại mít nữa, với lại ổi nữa. Đúng rồi. Các bạn nào có rảnh á xuống mấy anh em mình chơi, mấy anh em mình dẫn đi ăn chợ mỏi nha. Thôi anh em mình nghe các bạn. Đúng rồi đó. Thưa mấy anh em mình nha, chị Đỗ Thương qua thương thôi, qua thương suối. Đúng rồi. Em có cá không bay? Nhóc. Quả trời cá luôn cưng ơi. Cá bên anh không thiếu. Nhưng nhiều thì tụi anh không có. Đủ anh thôi. 4-5 con nhiều khi ăn thịt chứ. Chán lắm. Đi nhà coi kìa. Thì chứ chán ghê luôn nè, có mấy con nè. Đi rửa cá đi. Trời ơi. Cơm nhường. Mày làm gì thằng kia? Đang câu cá thằng mày. Mày lên đây tôi bẻo kìa. Mày làm gì quát tao dưới hả? Mày lên đây. Tôi lên làm gì dưới hả? Vụ gì? Mày ngồi xuống liền. Đứng không được hả? Tao nói mày ngồi xuống. Mày ngồi xuống có gì đâu. Làm gì mày chửi tao dữ mày? Tao nói mày im nghe chưa? Thì tao im đừng có nói gì đâu. Mày im. Mày trời làm gì chúng mình trời. Im chứ tao. Làm gì căng chứ hả? Căng gì? Tao nói mày im nghe chưa? Mày đừng có hiểu mày to xét mày ăn hiếp tao nha. Hả? Tính ra tướng tao nhỏ hơn mày luôn á. Im chứ tao. Tính ra sáng giờ chưa làm gì mày, mày chửi tao dữ mày. Tao nói mày im sao mày nói hoài vậy? Im thì im. Mày im như mày. Nãy giờ mày thấy tao ghê chưa? Là sao? Ý là tôi quát mày đó. Ghê không? Là sao mày? Ý là hồi nãy mày thấy cái mặt tao dữ căng không? Sao không căng? Sợ cũng chết luôn à. Mà tao vẫn chưa hiểu gì hết. Mày kể lại coi. Thì vậy nè. Tao thử quát mày coi mày có sợ không? Mà mỗi lần tao quát đặng nó không sợ gì hết mà tao sợ nó luôn á. Quỷ thì mày nói đại đi. Làm nãy nhém khóc luôn á. À vậy là tao thành công rồi. Tao khuyên mày một lần. Mày đừng có quát thằng đắng. Một là mắt trái mày nâu, hai là mắt phải mày nâu luôn đó. Ba anh em mình bắt cũng được khá cá nha các bạn. Bây giờ bắt đầu nướng thôi. Đây hành lý anh mang. Hả? Anh em đâu? Một con lên. Vô gì đây? Con gì khúc? Con của mày. Rồi tiếp. Gì đây? Rồi. Ba nó bị khùng cái gì múa dưới trời. Ngô không? Cho chứ đi. Cái này là con gì đây?
Thí chủ đừng vội nóng, chúng tôi là người tu hành. Lỡ chúng một cái thì đành chịu thôi. Thôi đi về ông nội một hồi nữa. Mày coi chừng tao à. Quánh lâu giỏi quá ha. Đưa cây đây. Sao muốn quánh lâu luôn đúng không? Muốn anh Phúc. Muốn hả? Rồi thằng kia. Ừ khổ báo lắm. Đưa đây. Đưa cây đây. Thôi bây giờ vậy đi. Bây giờ chơi vậy mới vui nè. Chào anh Phúc. Anh em. Lên. Đâu bỏ bên kia ra đây. Sao? Sao nãy anh bao nhiêu cây của Hòa Thương rồi? Anh bao nhiêu trường của Hòa Thương rồi? Chào anh Phúc. Thằng này nó sợ em quá nhảy xong lên thuốc. Ừ, cái anh bao nhiêu cây rồi? Tôn Ngộ Không. Anh chưa thấy cái nào mà làm Tôn Ngộ Không xấu như cưng luôn. Nó nhảy nó gãi tùm lum hết. Đó nữa nữa. Ừ. Cô. Bây giờ nè, có hai cây đào cô đây đúng không? Dạ. Bây giờ mỗi đội sẽ cử ra hai người. Mày đứng đâu trước chưa? Mọi. Để biểu diễn màn võ thuật hay nhất. Được chưa? Được. Nhưng với tốc độ tôi chậm là 0.5. Ok luôn. Hoặc là 0.25. Ok luôn. Không được đánh nhanh. Ok. Hiểu chưa? À, đánh càng chậm, diễn càng hay, càng sâu, càng xuất sắc thì đội đó là đội thắng cuộc và anh sẽ là người chấm điểm công bằng. Ok. Nhớ là diễn càng hay, đánh càng đẹp thì điểm càng cao và càng dễ thắng nghe chưa? Ok. Bắt đầu. Qua đi. Làm tính thời gian anh không? 4 phút. Ok. Bông bông. 4 phút. Ok. Biểu diễn bắt đầu. Chào hỏi ghê. Tốc độ này đúng 0.5 chưa ta? Hai đứa giống gồng răng quá vậy. Tiền thủ này quá đáng kẹp. Tốc độ đi. Thời gian chỉ còn 45 giây nữa thôi. Quá chậm rồi. Hết giờ. Hàng bay heo heo heo. Quá hay, cho chậm nó tay đi. Chúc lên tinh thần thôi các bạn. Sao hai tuyển thủ sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Hai võ sĩ của chúng ta có tên tuổi như sau. Bích Đu. Bích Đu. Em tên gì? Em Còm Sa Lập. Wow, tên khá là độc đáo nha các bạn. Nghe tên rất tuyệt vời. Xin tự giới thiệu, tôi là trọng tài chính bắt ngày hôm nay là cô Long Hơn. Thì tôi có thể giám sát hai anh, nếu hai anh quýnh sai sót gì là hiểu rồi đó. Phan. Ok. Phan cho Còm Sa Lập có ý kiến. Ý kiến gì? Sao mà anh này sao nãy không bắt giữa hai đội này mà sao bắt đội của tôi? Hai tụi tôi là một đội mà. Tôi tội đội của nó mà. Bắt chị. Nhìn mặt mày anh thấy ghét rồi đấy. Rồi, vô. Thẳng dẫn đề chính luôn đi. Trận đấu bắt đầu. Lốp. Tốc độ chậm thôi, quá nhanh rồi. Thằng niên này muốn cây ghê vậy. Mày chơi cái gì vậy? Thôi gan chịu đi. Tao không chơi mày làm cây. Wow. Tại sao mày lại đánh vô chỗ hiểm của tao? Quá chơi tao rồi. Chứ mày đâm vô chỗ hiểm của tao hoài vậy. Lụm rồi. Lụm nó thủ trong vòng mấy giây thôi. Wow, anh ấy đang muốn trồn rất đẹp các bạn.
Tôi sợ, mình phát tôi sợ. Phát được chứ. Ủa cái này đâu phải chơi cái ro điện đâu mà giật dữ hả? Mệt chứ. Thôi nói chứ giờ đồ nào đồ đó anh đi ha. Đúng đúng đúng. Không có dạy gì hết trơn á. Vậy đi. Đúng rồi. Nói chung mì hả? Cưng nói gì? Cưng nói gì? Lấy đi biểu. Cưng nói gì? Không, cưng nói nhỏ nhỏ lại anh hai này mình nghe thôi nè. Nói nhỏ nhỏ cái. Em cái gì qua là ta? Nói nhỏ lại cái thôi. Ừ. Em nói em biết bên anh thua rồi nên anh mới làm vậy phải không Phú? Là sao? Ý là bên anh thua rồi anh mới kêu ăn bên ai lấy tự ăn á Phú. À vậy hả? Bây giờ nên nhớ là anh trọng tài ha. Ba ba. Em nói lộn. Trận đấu rồi. Nói lộn Phú ơi. Em nói đợi em thua nên anh mới dạy nhường cho em á. À thua đúng không? Đúng không Phú vậy nha. Cảm ơn. Hoài, hai bên hoài em nội ơi. Hai bên hoài. Hoài. Cái gì? Hả? Cái gì vậy? Không gì, không gì, không gì. Không gì. Sao ý kiến gì không? Không, 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 ừ, đi về anh đi nha. Ý kiến nó còn hồi là vậy đó anh á. Còn hai thanh niên này múa gì đâu mà dở thấy ghê. Tới đây. Dây dỏ biết bao nhiêu năm trời. Về y chang như múa dỏ gà, dỏ vịt đi đó. Ây da. Cười nghỉ đi nấu cá anh kìa. Chiều nay mấy anh em mình sẽ nấu cơm anh nha các bạn. Dạ. Chứ sáng giờ không ăn cơm mày. Ăn cơm để tối nay dòng bụng cho đỡ đói. Dạ. Dạ. Gọi kêu em gì? Chạy lại coi, nó kêu cái gì nó hả? Chạy lại coi. Cái gì? Anh nấu cơm chưa? Nói gì à? Khiên củi phu. Bắt cá phụ. Khiên củi phu. Trời ơi, người ta nói khiên củi phu. Nãy giờ bắt cá lạ rồi, giờ bắt có cá. Có củi rồi, khỏi kênh kênh ắt thôi. Thay vì con ngồi đó con gồng con la, con lại đó con khiên phụ người ta. Không phải cho đội bên kia lóc nha các bạn, chứ không đội bên kia phân bì nữa. Bao gian nan còn nhiều thì ta khi tìm đi. Bao hương hoa tình yêu thấm nồng con tim thanh thơ. Trong giấc mơ hùng nồng nhà, em muốn về bờ giờ. Gì vậy? Ủa? Sao anh Phương quay lấy nghe em? Quay cái gì người ta mang sữa qua cho ông đứng ông nhảy khơi khơi gì vậy? Bỏ không lấy sữa mày? Để tao lấy sữa. Trời đất ơi. Phương chưa quay lấy nha. Cảm ơn Phương nha. Không cần mày, miễn phí á. Ok, được. Gì mày? Cho nó xì ăn. Nãy nói gì vậy? Nãy nói gì vậy? Thì nó cho mình đồ ăn mà tao nói. Nó cho mình có miếng thử ăn. Có cam. Nhiều nhiều chút đủ cú với miếng tao ăn chứ. Cho miếng cho đủ tao ăn. Tụi bay thấy tao nói đúng không? Ừ, ok, tụi bay đồng ý rồi đó nha. Đội qua lấy sữa uống nha. Ok. Nè, lấy đi nướng hộp. Đắng. Cảm ơn kìa. Các bạn cùng Quân săn quà Tết kết yêu thương nha. Phương đã dặn chủ đề đón Tết sáng tạo là chúc và chia sẻ yêu thương. Tối nay hình sạn lắm nha các bạn, có thịt bò Mỹ bột đầy đủ các kiểu luôn. Đồ ăn quá nhiều sao ăn hết đặng. Trời ăn không hết cũng phải hết mày ơi. Đây con nhóc luôn nè. Gì gì gì? Nào nãy nói ăn không hết đâu. Không hết à? Mời nha anh ơi. Thôi bữa thịt đây đi bạn ơi. Trời ơi, giỡn thôi chứ bên tôi cá đầy. Đây đi về bản ăn đi bạn. Dâm ba mấy cái món này tao ăn với chén rồi. Không cần mày. Về. Ủa sao tụi bay không nướng giấy bạc? Chờ tụi tao ăn xong luôn rồi mày hả nói. Ai biết, nãy thì tụi cũng quay lấy rồi. Còn bộ đồ bên kia nướng thơm quá ha. Không ăn thuốc. Thơm thơm chứ đâu bằng cá nướng bên mình đúng không? Đúng rồi. Cái này cá với cá nướng bệnh ngon nha các bạn. Anh Phú tự an ủi mình hả? Anh Phú em thấy tụi nó nướng đồ ăn ngon không à? Mày nói vậy mắc quan điểm với mày. Bình dân là ăn cái này là cao cấp rồi đó.
cơm trắng ăn chung với cá nướng với muối tinh ninh là đúng bài nha các bạn. Chín rồi mày, đem ra đi, cơm quá đói rồi. Ê, cái này vậy là chín rồi đó mày. Thôi ăn cho chín luôn đi ba, mày ăn sống cái không có mày hãy chỉ bây giờ. Ê, hết khối bên kia cho em kia hỏi bay. Quạt khói qua cho bay hửi luôn. Bay con, hay quá. Còn cơm mấy đứa ơi, bị đói khịa quá. Cơm chín chưa? Chín rồi anh Phú, anh hỏi kỳ vậy. Hồi đó giờ em nấu cơm anh ấy sao? Ngon, rất là ngon. Thì em nấu cơm thì bị đỉnh luôn á. Ừ. Cơm chín ngon lắm Phú ơi. Không, mở ra cái. Trời ơi, sao đem thù lùi anh hay? Thằng này anh Phú. Gì tao tao mày. Anh nghĩ sao em đi tắm mà nó nhảy xuống nó tắm luôn, làm khét nồi cơm luôn. Rồi không ai coi nồi cơm luôn. Ừ, hiểu rồi đó, mấy đứa ăn luôn đi. Trời ơi, cái nồi cơm gì mà đem thù lùi góc đó là sao không? Không sao, ngon lắm Phú ơi. Được không? Được. Thôi anh đợi đi. Cơm cháy. Cái này cơm khét chứ phải cơm cháy. Thôi đỡ quá, mời các bạn ăn nha. Mời các bạn ăn nha. Anh Phú ơi. Sao cưng? Ăn cơm mà ăn gì? Mày ăn bốc cũng được cái gì? Mình bình dân mà. Ừ anh bốc đi đại, trời ơi giờ còn đòi hỏi nữa quá đói. Mình bình dân mà. Chơi luôn. Đây mời các bạn nha. Ý da, ngon lành gần nào. Mời các bạn nha. Quất. Ý, tốt luôn, đúng rồi, anh như người Ấn Độ luôn nè. Ồ, trời ơi nó đã, anh bốc luôn. Đang nói. Mời các bạn nha. Làm cái đi thôi. Vậy đó. Trời ơi, anh tự nhiên đi. Ngại ngại là hai bao tử nha. Ai ngại đáng chịu quá. Anh ạ. Mày có ngại không? Không. Đỡ quá. Em ngại lắm Phu à. Ôi ôi. Cái đồ béo lắm đúng không? Bốc miếng cơm hả không? Sao con nào, con cá nào có trứng là sao ta? Biết sao có trứng không? Sao? Tại vì đẻ ra con cá rô, nó có trứng. Mày nói chuyện quầy vốn quá ta. Có trứng mà mới đẻ ra con cá rô ba ơi. Ủa cái gì đớm đớm như thịt bò ấy bay? Kêu đó mày. Đâu có, nãy giờ tao dụ mấy con bồ hông bò vô đây nè. Còn lại mày đúng không kìa. Gọi đèn cho tụi bay nắm thịt nè, nó bồ hông bu quá trời luôn à. Mày đem ra đẳng mình nuôi bồ hông mình mày luôn đi. Sao no chưa? Tôi gọi Phú ơi. Anh nghĩ coi no chưa anh Phú. Ôi anh hết hơn nửa nồi cơm luôn trời. Sao còn 4 cá rô nè, không ăn hết luôn đi. Ăn nãy giờ đã dữ lắm rồi Phú ơi. No anh Phú ơi, sau nay anh ăn ít chứ anh Phú. Anh bình thường anh cũng ăn ít mà đâu ăn nhiều đâu. Thôi anh xong đi nghỉ ha. Dạ. Buồn quá quên ngày. Khá là mệt này nha các bạn, hồi trưa mình không có ngủ. Có mấy em đừng ngủ giấc nè, cùng đợi nè. Giờ đi ngủ trước à. Dạ, ok. Thôi dọn dẹp đi, anh đi ngủ chút đi. Cũng anh em mình đã làm xong rồi nha các bạn, mời các bạn ăn nha. Một ly nào. May mắn này. Một. Hey, ba. Vô. Vô. Ừ, gà dữ trời. Mời các bạn ăn nha. Dâm bao có mấy con cá bày đặt nổ. Ăn nổ mà. Ăn nổ mà. Thôi nhá, đừng khịa nhá ơi. Cho nó lành mày ơi. Trời cũng hừng sáng rồi các bạn. Dậy sớm tranh thủ cho mấy em về để còn đi học nữa. Mới 5 giờ mấy thôi. Dậy đi mấy đứa ơi. Nè, mấy đứa bên này dậy nè. Sáng rồi nè cưng. Thật, đắng, nhá. Dậy chuẩn bị về đi học nè cưng. Thầy mèo với quà thương dậy luôn nè hai đứa. Dậy mấy em mình dọn dẹp đồ về nè. Sáng rồi, còn sớm lắm nha các bạn. Nhưng mà phải kêu mấy em dậy để về đi học nữa. Đến đây thì mình cũng xin kết thúc video nha các bạn. Đừng quên để lại một like, nhấn vào đăng ký và nhấn vào cái chuông để ủng hộ mấy năm mình. Và đồng thời nếu các bạn yêu quý thì mình thì hãy ủng hộ mấy năm mình bằng cách truy cập vào shop game anh và phải để quay kim cương hoặc free fire nít lên quân uy tín chất lượng giá rẻ nha các bạn. Quay càng nhiều ủng hộ càng cao thôi. Mình và các em xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye mọi người. Dạ đi cưng. Sáng rồi.